thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa, thuyền có hay sông lắng lòng yên à, vẫn đợi thuyền nhà bên sẽ quay về. Chào quý vị và các bạn, năm nay miền Bắc được mùa xoài. Cây xoài nhà tôi năm nay nó cũng đậu rất nhiều quả. Giống xoài này ăn rất là thơm, nhưng ăn mãi cũng ngán rồi. Và hôm nay tôi sẽ làm sinh tố xoài, một thức uống bổ dưỡng cho ngày hè. Chia sẻ với quý vị và các bạn cách làm sinh tố xoài tại nhà thơm ngon, bổ dưỡng. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Việc đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị đó là lựa chọn những trái xoài chín thơm. Sau đó chúng ta chuẩn bị cốc sữa tươi. Tôi sử dụng sữa tươi của Vinamilk và một nửa cốc sữa đặc có đường. Chúng ta có thể sử dụng sữa ông thọ hoặc sữa cô gái Hà Lan. Và nguyên liệu thứ ba nữa đó là đường kính trắng. Và một thiết bị quan trọng nữa đó là máy xay sinh tố các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ lột vỏ xoài và lấy phần ruột xoài bên trong. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa, thuyền có hay sông lắng lòng yên à, vẫn đợi thuyền nhà bên sẽ quay về. Sau khi lột xong vỏ xoài, tôi đã thu được một đĩa xoài thịt. Công đoạn tiếp theo đó là chúng ta sẽ sử dụng đường trắng cho vào cốc sữa tươi kia, quấy đều lên. Chúng ta sẽ cho thêm khoảng 3 thìa đường trắng. Mục đích cho đường trắng vào để cho nó tăng thêm cái độ ngọt cho sinh tố. Chúng ta không cho đường vào thì nó sẽ nhạt, vì trong quá trình làm sinh tố chúng ta sẽ bỏ thêm đá bào ở đấy nữa, tức là đá được xay nhỏ. Tôi sẽ cho đường vào cốc sữa tươi này để tôi nguấy luôn, cho độ ngọt nó tăng lên. Tùy vào khẩu vị của từng người, chúng ta sẽ điều chỉnh cái độ ngọt cho nó phù hợp. Nguyên liệu để sử dụng làm sinh tố xoài thì không thể thiếu sữa tươi và sữa đặc các bạn nhé. Đường chúng ta có thể bỏ qua, nhưng sữa tươi và sữa đặc thì bắt buộc phải có các bạn. Nó mới tạo nên cái độ ngậy và độ thơm. Chúng ta hòa xong đường với sữa tươi rồi thì chúng ta sẽ cho xoài, sữa đặc và sữa tươi vào máy xay sinh tố. Là đổ sữa đặc vào, cho sữa tươi vào. Sau khi phối trộn các nguyên liệu này vào, tôi thấy cũng khá là hấp dẫn ạ. Như ở các cửa hàng, các quán đồ uống thì người ta sẽ sử dụng bằng đá bào. Nhưng ở đây chúng ta sử dụng đá khay thì chúng ta phải đập nhỏ đá ra. Chúng ta sẽ có hai phương án để xay sinh tố xoài. Phương án 1 đó là chúng ta chưa sử dụng ngay. Chúng ta chỉ xay sinh tố, sau đó chúng ta đổ vào cốc nhựa. Chúng ta sẽ bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh. Sau khi đã cho xoài, sữa tươi và sữa đặc vào trong máy xay sinh tố, chúng ta sẽ khởi động máy. Chỉ với một thao tác đơn giản như vậy là chúng ta đã có một ly sinh tố thơm ngon tại nhà. Sau khi xay xong, chúng ta chưa sử dụng ngay thì chúng ta sẽ đổ vào cốc nhựa. Chúng ta sẽ cho vào ngăn đá của tủ lạnh 30 đến 45 phút. Sau đó chúng ta sẽ để ra ngăn mát của tủ lạnh. Khi nào có nhu cầu sử dụng, chúng ta sẽ dùng đến. Còn với phương án chúng ta dùng ngay, chúng ta sẽ cho đá đập nhỏ vào với sinh tố này và chúng ta xay lên một lần nữa. Tiếp tục khởi động máy một lần nữa. Kết quả là chúng ta thu được sinh tố xoài thơm ngon tại nhà. Sinh tố thêm phần sinh động, chúng ta sẽ cắt xoài thành hạt lựu và chúng ta cho vào cốc sinh tố. Như vậy là trong một thời gian rất ngắn, tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn cách làm sinh tố xoài tại nhà ngon như ở quán. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa,
thuyền gỗ hay sông lắng lòng yên à, vẫn đợi thuyền nhờ bên xa.